tháng 7 cô hồn, được trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi canh thân, sinh năm 1980, vận số, cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, con cháu ba đời ăn không hết của. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta hay nghe người ta nói rằng, người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn. Sự thay đổi của cuộc sống là điều có thể tránh khỏi, việc của chúng ta đơn giản là lựa chọn cách để vượt qua mà thôi. Bản mệnh tuổi Canh Thân 1980 là người tính cách cứng cỏi, thông minh, lanh lợi. Bản mệnh phải tự mình nỗ lực tay trắng gây dựng cơ đồ, lao tâm khổ tứ trăm bề. Nhưng cuộc đời phong ba vùi dập Canh Thân mấy phen khốn đốn, nhưng do phúc phần, ăn ở thiện lương, hưởng hào quang Phật tổ, nhờ vậy mà dù bỏ mệnh khổ, bảo lộc tràn về. Tuy nhiên, nếu như bất cẩn để tiểu nhân đâm sau lưng vào tháng 7 âm lịch này, tiền bạc cứ thế mà thất thoát, công việc làm ăn đổ bể, gia nghiệp tiêu tán, khổ sở trăm bề. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là vận mệnh, tính cách đặc trưng tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Theo tử vi phương Đông, người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 hay còn gọi là thực quả chi hầu, khỉ ăn hoa quả, ngũ hành bản mệnh thạch lựu mộc, cây lựu đá, tướng xương, xương con khỉ, tướng tinh con chó sói. Trời ban cho Canh Thân có rất nhiều tố chất nổi trội để trở thành một người thành công. Canh Thân với nạp âm hành mộc do can canh là mệnh kim, ghép với chi thân là mệnh kim, can và chi có cùng hành kim, thuộc lứa tuổi có căn bản, năng lực, thực tài, ít gặp trở ngại trên đường đời. Canh Thân có đầy đủ hai tính chất của can canh là cứng rắn, sắc sảo, nhạy bén, độc đoán, thích tự lập và ít chịu khuất phục. Chi thân thể hiện cho sự gan dạ, ưa mạo hiểm, thông minh, năng động, cá tính ngoan cường, bất khuất, thiên bẩm lãnh đạo và chỉ huy. Với người tuổi Canh Thân, nếu có người cha tài giỏi, có sự nghiệp lớn thì đó là chỗ dựa vững chắc của họ sau này. Còn nếu tự thân vận động, làm việc có tính cách độc lập, thì tài lộc cũng sẽ tăng lên nhanh chóng và có tâm lành, ý thiện, thì sự nghiệp sẽ ngày càng bền vững, nhờ có phúc tinh thiên đồng, hóa khoa. Tuy nhiên, phần lớn tuổi này tiền vận thì ít thuận lợi, trung vận và hậu vận thì nhiều may mắn và suôn sẻ hơn. Tuổi này được Đại Thế Chí Bồ Tát hộ mệnh, nên có gặp tai nạn cũng sẽ được bình an, có khó khăn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ vượt qua. Bản mệnh không chỉ là những người thông minh, tài giỏi, mà còn là người giàu lòng vị tha, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Người sinh năm 1980 có cuộc sống ở mức khá, không lo thiếu tiền, thiếu bạc, tài vận và địa vị có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển. Những người tuổi này thường được hưởng lộc bất ngờ. Nếu như sống tốt đời, đẹp đạo, sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vào ngày sau, con cháu cũng nhờ đó mà được phúc phần thành đạt trong tương lai, sức khỏe đa phần là tương đối tốt. Ngay từ nhỏ, những người tuổi Canh Thân đã rất ham học hỏi, họ có thể thu nhập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, vì thế mà những người này có kiến thức sâu rộng, am hiểu rất nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình, họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của chính mình. Tuổi Canh Thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh và buồn chán. Cuộc sống năng động của họ sẽ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, bạn truyền cảm hứng sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn và thử thách, tuổi Canh Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tươi mới của mình. Đặc biệt, Canh Thân mệnh mộc còn là người rất nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Trước khi làm điều gì đó, dù là lớn hay nhỏ, họ đều lập ra kế hoạch cụ thể, dùng óc phân tích nhạy bén để xác định mấu chốt của vấn đề, tuyệt đối không dựa vào trực giác. Điều đó giúp cho Canh Thân có những bước đi chắc chắn, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp. Canh Thân bản mạng tốt, cuộc đời tuy không sống trong tình trạng cao lắm, nhưng cũng có thể có nhiều may mắn về danh vọng cũng như về tài lộc. Số sẽ được hưởng của cải hoặc tài lộc của trời ban. Nếu ăn ở ngay thẳng và hiền hòa cũng có ngày hưởng phú quý, hay con cháu sau này cũng được nhiều phúc lộc, làm ăn được tấn phát và thành công trên đường đời. Tuổi Canh Thân có thể làm các ngành nghề liên quan đến mỹ phẩm, quán ăn, nhà hàng, khí đốt đều giúp họ phát triển bản thân, mà còn có nguồn kinh tế vững chắc, thích hợp bản thân và cải thiện được đời sống, năng lực được nhiều người biết đến, chứ không còn bị gò bó.
Người tuổi Canh Thân nên tránh các công việc như cảnh sát, giám đốc, các công việc có tính quyết định quan trọng vì tính cách của họ luôn vội vàng, hấp tấp, nên cần xem xét kỹ lưỡng. Những lúc quan trọng cần có người cố vấn, chắc chắn với những quyết định đã đưa ra, không làm mất sự tập trung của họ trong công việc. Về gia đạo, hay thường xảy ra những thắc mắc và âm thầm ghen ghét với nhau. Nếu bạn không sáng suốt mà giải quyết thì trong gia đình có việc lộn xộn mãi, cho đến khi bạn 50 tuổi gia đạo mới êm ấm được. Công danh có lên cao nhưng sụp đổ mau lẹ, vấn đề công danh không quan trọng đối với bạn, tuy nhiên nhờ đó mới tạo lấy được sự nghiệp sau này. Sự nghiệp bắt đầu vững chắc từ lúc bạn ở vào tuổi 35 trở lên, tiền bạc bắt đầu được dễ dàng và có nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 45 tuổi có một lần phát tài to, nhưng lại có nhiều thất bại vào những năm khác. Tuổi Canh Thân là những người hài hước, họ luôn mang đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong tình yêu, bạn cũng thật vui nhộn và hài hước, họ luôn biết cách làm cho tình yêu của mình thật mới mẻ, phong phú, họ là người tự tin trong giao tiếp. Bởi vậy mà đương số có thể tạo được ấn tượng mạnh với đối phương ngay từ những lần gặp đầu tiên, cũng bởi được nhiều người chú ý mà tuổi Thân có nhiều sự lựa chọn cho mình. Họ thường xuyên rơi vào trạng thái cảm nắng, đơn phương một ai đó, thế nhưng những tình cảm ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió, họ dễ dàng quên đi khi gặp đối tượng khác thích hợp hơn. Về tổng thể, năm 2024 là một năm khá hứa hẹn với Canh Thân, tam hợp thái tuế đem đến cho gia chủ nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Chỉ cần khéo léo tận dụng và làm chủ tình hình thì không khó để tạo ra bước đột phá. Dù vậy, cũng có không ít nguy cơ tiềm tàng, bạn không nên quá chủ quan. Chuyện tình cảm cũng ngày một thuận lợi, người độc thân thỏa nguyện ước mong bấy lâu nhờ một chút liều lĩnh, các cặp đôi hiếm muộn sẽ chào đón con cái trong năm mới. Tuổi Canh Thân nên đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi xa vào các tháng tương xung bản mệnh, như thế mới tránh được xui xẻo không đáng có. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch, khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, tuổi Canh Thân thiên can Canh Kim, địa chi Thân Kim, theo ngũ hành cho thấy bản mệnh khi sang tháng Nhâm Thân. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho bản mệnh, vì thế, đừng lãng phí bất cứ giây phút cho những việc, những người không phù hợp với các tiêu chí cuộc sống của bạn đang hướng tới. Nguyệt lệnh đế vượng cũng là lúc tuổi Canh Thân cho thấy sự thông minh, nhanh nhẹn của mình và nhờ có khả năng thích nghi tốt, bạn sẽ củng cố được quyền lực và sức mạnh của bản thân ở nơi công sở, nhiều người thể hiện sự xuất sắc trong vai trò lãnh đạo, được mọi người tín nhiệm và yêu mến. Nhìn chung, thời gian này vận may của tuổi Thân bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực. Bản mệnh có thể tự tin thực hiện các kế hoạch của mình mà không có quá nhiều chướng ngại. Kiếp tài xuất hiện trong tháng này dự báo, có thể những kẻ cảm thấy ghen tị với thành tích mà bạn có được nên họ tìm cách để làm hại bạn đấy nhé. Thậm chí một số lời thêu dệt của họ dành cho bạn khiến bạn cảm thấy vô cùng phiền lòng. Ngũ hành tương sinh giúp cải thiện vận may tình cảm cho mệnh chủ thời gian này. Cho dù bạn bận rộn với công việc nhưng nhận được sự cảm thông rất nhiều từ một nửa của mình, họ không ngừng nói những lời động viên để bạn tiếp tục cố gắng. Khía cạnh sức khỏe của con giáp gần đây không tốt, dễ có tai họa bất ngờ ập tới. Nếu gặp vấn đề về sức khỏe thì bạn nên dành thời gian chữa trị đến nơi đến chốn, hạn chế các vấn đề ảnh hưởng lâu dài, dễ bị tái phát đi tái phát lại. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch, theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu, theo lời Phật dạy. Các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc, giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp Canh Thân tuổi 1980 tháng 7 âm lịch. Dù là tháng cô hồn, tình hình làm ăn nhìn chung không được tốt, nhưng vận trình của tuổi Canh Thân vẫn không có dấu hiệu chững lại, thậm chí là còn phát đạt hơn. Con giáp vốn chăm chỉ, kiên trì và có tinh thần trách nhiệm cao, nên tháng này thường xuyên được đảm nhận vị trí quan trọng trong công việc. Nhìn chung, sự vất vả của bạn có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba so với bình thường,
nhưng đó cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ bản thân. Bạn sẽ không biết mình có thể tiến xa tới mức nào nếu không có những áp lực như thế xuất hiện. Bản mệnh là người luôn có sự độc lập nhất định trong cách làm việc. Vì thế không hề ngại khó khăn hay bất cứ trở ngại nào. Nhờ thế mà bạn có thể giành những thành tích đáng nể cho dù không nhận được sự hậu thuẫn quá nhiều từ mọi người. Mệnh chủ cho thấy bạn không sợ gian nan, thậm chí sẵn sàng đối mặt với vấn đề để xử lý chúng tận gốc. Thái độ làm việc tích cực này được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, canh thân có phần hiếu thắng, thích thể hiện cái tôi, nên không phải ai cũng thích. Chính vì vậy mà có một số kẻ cố tình nói xấu, đâm sau lưng bạn. Do đó tốt hơn hết là không nên tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mình ngay lúc này. Xét phương diện tài lộc, canh thân tuổi 1980 tháng 7 âm lịch. Đế vượng nhập mệnh là cơ hội tốt cho bản mệnh. Vận may ghé thăm con giáp tháng này hỗ trợ cho họ có thể làm tăng tiến công danh, tiền bạc. Bạn luôn không ngừng khai thác những cơ hội kiếm tiền nên có được thành quả này không có điều gì là lạ. Nhiều tuổi canh thân hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một vài món đồ bạn thích. Đừng quá chắt bóp chi tiêu khiến bản thân không cảm nhận được sự sung túc nào trong cuộc sống, cho dù số tiền tiết kiệm của bạn vẫn đang tăng mỗi ngày. Thậm chí một số người để dành được số tiền tích lũy đủ nhiều để mua sắm nhà cửa, thay xe để nâng cấp cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng số tiền đã đề ra trong kế hoạch thôi nhé. Nếu mua sắm quá tay theo sở thích của mình, bạn sẽ phải gồng mình trả nợ trong nhiều năm. Những nỗ lực và cố gắng trong công việc của con giáp cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên có thể có người nhận được cơ hội thăng tiến hoặc tìm thấy những nguồn thu nhập mới. Việc kinh doanh của bạn đang làm chủ trong thời gian này cũng trở nên thuận lợi hơn, mở ra nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Mức thu nhập ổn định sẽ đảm bảo tài chính vững vàng, cuộc sống được sung túc, dư giả. Ở độ tuổi trung niên, đương số nên lập kế hoạch quản lý tiền bạc hiệu quả và thông minh. Một khoản tiền tiết kiệm sẽ giúp mệnh chủ luôn trong tâm thái chủ động trước những tình huống bất ngờ. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi canh thân 1980 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 âm lịch, tam hợp dành cho bạn những trải nghiệm ngọt ngào, thú vị trong tình yêu mà ít khi bạn có được. Sự cảm thông của người ấy thực sự là niềm an ủi lớn cho bạn khi đối mặt những khó khăn trong cuộc sống. Quan trọng nhất trong tình yêu vẫn là có người thấu hiểu và bao dung cho mình. Bạn càng nhận rõ ra giá trị của những điều đó trong tháng này khi nó mang lại cho bạn cuộc sống êm đềm, hạnh phúc mà bạn muốn. Bản mệnh nên cân bằng giữa công việc và gia đình, dù có bận rộn đến mấy cũng nên dành thời gian chăm sóc những người thân yêu. Chuyến du lịch ngắn ngày sẽ là dịp hoàn hảo để các thành viên trong gia đình cùng nhau tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Những điều giản dị, ấm áp như bữa cơm thịnh soạn ngày cuối tuần sẽ giúp tình thân càng thêm gắn bó. Những cặp đôi có thể đẩy lùi sự đơn điệu trong đời sống bằng những ý tưởng mới, giúp bạn và người ấy cảm thấy cuộc sống luôn có những điều hay ho, thú vị để cùng nhau khám phá. Nếu có thể, hãy sắp xếp chuyến đi ngắn vào cuối tuần để có những trải nghiệm mới mẻ bên nhau. Khuyên người độc thân thời gian này nên học cách yêu thương bản thân, chăm sóc chính mình thật tốt. Cũng là cách để bạn thu hút những mối quan hệ tốt đẹp đến với mình. Thậm chí có những hôm bạn thấy vui tươi là ngay lập tức nhận được lời mời hẹn hò của người khác giới trong tháng này. Xét phương diện sức khỏe tuổi canh thân 1980 tháng 7 âm lịch. Khía cạnh sức khỏe là một trong những vấn đề khiến bản mệnh phải lo lắng rất nhiều trong tháng mới. Cửu tử bay về vị trí trung cung, bản mệnh đề phòng các bệnh liên quan đến mắt và tim, tránh làm việc hoặc lao động quá sức. Nhớ rằng công việc có quan trọng nhưng cũng không thể nào sánh được với sức khỏe của bạn. Thế nên ngay khi cảm thấy những biểu hiện không tốt thì nên dừng công việc lại để được hoàn toàn nghỉ ngơi. Đừng lo rằng bạn sẽ lười vì người có tinh thần như tuổi này không ít, mỗi khi có việc quan trọng bạn vẫn đủ tập trung để xử lý. Do đó, thời gian này quan trọng nhất đó là bảo vệ sức khỏe của mình, nhất là trong tháng 7 âm lịch. Điều có thể dễ thấy nhất đó là dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Vì thế, bản mệnh nên ưu tiên các đồ ăn, thức uống giúp bổ phổi của mình bạn nhé. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp theo dõi tình hình sức khỏe, phát hiện bệnh và chữa trị kịp thời. Duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và tập luyện thể thao hàng ngày là cực kỳ cần thiết đối với đàn ông tuổi trung niên như bản mệnh. Ngoài ra, mệnh chủ không nên làm việc quá sức để tránh bị suy nhược cơ thể, tinh thần trì trệ. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi canh thân 1980. Ngày mùng 3 âm lịch. Mặt tình cảm đặc biệt thăng hoa trong ngày này, nếu quan hệ đã chín muồi, hai người có thể nghĩ tới những chuyện xa xôi hơn và có những bước chuẩn bị cần thiết cho tương lai. Ngày mùng 4 âm lịch. Nếu bạn duy trì được nguồn năng lượng tích cực hiện tại và thể hiện tốt, thì bạn hoàn toàn có cơ hội thăng tiến trong ngày này. Hãy tự tin lên và đừng đánh giá thấp bản thân nhé.
ngày mùng 8 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Canh Thân có thể nhận được tiền hỗ trợ của người thân cho việc làm ăn hoặc tậu nhà, mua xe. Hãy trân trọng lòng tốt và sự quan tâm của mọi người và có cách sử dụng hợp lý. Ngày mùng 10 âm lịch. Người này hãy luôn tự tin khi bắt tay vào công việc, thậm chí đừng ngại ngần thử sức trong những nhiệm vụ mới, bạn sẽ học hỏi được nhiều kiến thức hữu ích đấy. Ngày 16 âm lịch. Xem ngày may mắn tháng 7 của 12 con giáp dương lịch thấy rằng, đây cũng lúc để bạn thể hiện rằng mình đủ năng lực để tiến tới một vị trí cao hơn trong tập thể, hãy chứng tỏ cho mọi người cùng biết khả năng của mình. Ngày 19 âm lịch. Ngày này cũng được xem là thời điểm thích hợp để bạn thử thách bản thân với vị trí mới, khó khăn ban đầu là điều cần thiết để bạn trở nên trưởng thành hơn. Ngày 21 âm lịch. Tinh thần lạc quan, tích cực sẽ giúp bạn sớm gặp được người mà mình mong muốn. Nếu còn độc thân, hãy chủ động trò chuyện và tìm hiểu mọi người xung quanh. Ngày 28 âm lịch. Cát tinh chủ đào hoa có thể mang tới mối nhân duyên mới cho bản mệnh, giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với người khác. Bạn có thể gặp được người phù hợp trong ngày này. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Canh Thân 1980. Đầu tiên, chúc mừng người tuổi Canh Thân sinh tháng Giêng. Người tuổi Canh Thân sinh vào tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân, là người hoạt bát, năng động, tinh thần phơi phới, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội xuất ngoại, khó tránh khỏi bệnh tật ốm đau lạt vặt. Xem vận mệnh người này theo tháng sinh âm lịch, sinh vào tháng Giêng, người này sức khỏe tốt, sinh lực dồi dào, là người hào sảng, phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng, chính trực, tuy ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, song chẳng được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em trong nhà cũng không giúp đỡ được nhiều, tự lực cánh sinh là chính. Đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ào ào đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi, điều này phần nhiều là do bạn bị tiểu nhân quấy phá. Tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình, hiểu rõ về mình, nên khi nỗi tâm phản bội thì dễ khiến cho con giáp này điêu đứng, chịu đủ mọi tổn thất to lớn về mình. Người sinh tháng 1 âm lịch nên thận trọng, cẩn tắc vô áy náy, chớ để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng mà bán đứng mình. Từ nhỏ nên tự rèn luyện nguyên tắc xử lý công việc một cách ngay thẳng, chính trực, không để cảm xúc dẫn đường mà mắc phải sai lầm. Người tuổi Canh Thân sinh tháng này nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc của con giáp này không tồi, song cũng vẫn có điểm báo phá tài, nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Bước sang tháng 7 âm lịch có tài vận đỏ rực, của cải tràn vào nhà, làm việc gì cũng tràn đầy năng lượng, tha hồ kiếm khoản thu nhập khổng lồ. Nhị hợp giúp đỡ nên Canh Thân sinh tháng 1 cũng thu về cho mình khá nhiều tiền, nhờ tài ăn nói ngọt tai và tính tình nhanh nhẹn, nên con giáp này khá hợp kinh doanh và tiết kiệm tiền, bạn vẫn hoàn thành chỉ tiêu như thường, thậm chí còn tìm thêm được việc bên ngoài để tăng thu nhập. Cục diện thổ sinh kim cho thấy, đường tình duyên của bản mệnh khá hạnh phúc, bạn có thể mạnh mẽ trong mọi trường hợp, nhưng đến khi bị bệnh thì không nên cố gắng làm gì, hãy để mọi người có cơ hội được quan tâm và chăm sóc bạn, hãy mở lòng với những người có ý tốt với mình. Vận mệnh người tuổi Canh Thân sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết Lập Hạ, người tuổi Canh Thân sinh vào tháng này lúc nào dáng vẻ cũng tất bật, vội vàng, có tài năng đấy nhưng chưa chắc đã được hưởng phúc, là người thông minh, tài trí, họ có thể cả đời vinh hoa, được người xa gần biết đến, tuy nhiên, làm việc để cảm xúc lấn át lý trí nên hung cắt đan xen, cũng may có người giúp đỡ nên vận trình không quá sa sút. Tử vi phương Đông tiết lộ người sinh tháng 4 âm lịch sức khỏe tốt, ít khi ốm đau, có điều người này phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình, có tài, có trí, luôn chăm chỉ làm việc nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời, có làm nên nghiệp lớn. Sinh vào tháng 4 âm lịch, người này có tài năng, có thực lực, được đánh giá khá cao, họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn mà được hưởng hạnh phúc tiêu diêu. Tự tại, con giáp này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên mình, khi còn nhỏ thì có cha mẹ anh em nâng đỡ, lớn lên thì có bạn bè tương trợ. Có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc, sự nghiệp sẽ đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội. Tuy theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng bản mệnh nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao. Tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện, cơm ăn áo mặc đủ đầy chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cuộc đời bản mệnh sinh tháng 4 âm lịch luôn bị thị phi quấy rối, chuyện khẩu thiệt thị phi vây quanh, bản thân họ khó giữ được bình tĩnh hay gây mâu thuẫn với người khác, nhân duyên vì thế kém vượng. Tài lộc khá ổn, nhưng vẫn có những lần hao tổn tài lộc nhỏ. Người sinh năm 1980, tháng 4 này sẽ gặp may mắn với sự giúp đỡ của quý nhân trong tháng 7 âm.
Những vấn đề khó khăn mà con giáp này gặp phải trước đó sẽ được giải quyết dễ dàng. Điều này có thể giúp sự nghiệp của bạn thăng tiến không ngừng và tình hình tài chính cũng được cải thiện. Ngoài ra, việc tương tác với mọi người xung quanh cũng sẽ mang đến cho con giáp này những cơ hội mới, đặc biệt là giao tiếp với các nhà lãnh đạo hoặc các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Về mặt gia đình và các mối quan hệ, kỹ năng giao tiếp cũng như khả năng thấu hiểu của bạn sẽ giúp mối quan hệ của họ với người thân ngày một thân thiết. Nắm bắt và tận dụng các cơ hội tương tác với người khác để mở rộng mạng lưới xã hội và tầm ảnh hưởng là chìa khóa thành công của mệnh chủ. Vận mệnh người tuổi Canh Thân sinh tháng 6 âm lịch. Người tuổi Canh Thân sinh tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, tính tình thoải mái, vui vẻ, không hay lo nghĩ nhiều mà suy nghĩ lạc quan, tích cực, cuộc đời cát hung họa phúc đang xen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu hiển vinh, phú quý. Tra cứu lịch vạn niên, sinh vào tháng 6 âm lịch, con giáp này sống phiêu diêu, tự do tự tại, không để ưu phiền sống qua ngày, bản mệnh được bố mẹ hỗ trợ, anh em yêu thương, nhưng nó chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần, còn tiền tài thì không giúp được nhiều mà toàn bộ do tuổi thân tự dựa vào chính sức mình để làm ra. Thời trai trẻ cuộc sống khá vất vả, tuy nhiên người này không vì thế mà suy nghĩ bi quan, tiêu cực, họ vẫn lạc quan, đối nhân xử thế chỉnh chu, khiêm nhường, ham học hỏi, cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người, ông trời chẳng phụ lòng người. Sự nghiệp cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình của bản mệnh dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn, người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng gì cao xa. Biết sống đủ với mình nên an nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định, họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong đời mình, cuộc sống đê hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc, không có gì phải tiếc nuối. Bước vào tháng 7 âm lịch, vận trình tài lộc của bạn tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử. Xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực tháng này. Bản mệnh ở nơi là việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo. Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn, nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại. Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm, khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần. Vận mệnh người tuổi Canh Thân sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm trùng với tiết Hàn Lộ, người tuổi Canh Thân sinh tháng 9 âm lịch là người có tài, có tinh thần tự lập, lòng tự tôn cao. Muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm vào ai, tuy nhiên, sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn, trắc trở, dù đã gần đến thành công nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào. Chuyện thị phi đeo bám, may mắn kém phần, cát hung song hành, có lúc thuận lợi, có lúc lại xui xẻo, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, cuộc đời bình phàm, không có gì đặc biệt. Người sinh tháng 9 âm vận mệnh thăng trầm bất định, khó có thể đoán định được, tuy có tài năng thực sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ. Tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến, ham học hỏi, lại có ý chí phấn đấu. Song vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngáng đường. Đôi khi họ thất bại là vì có chí nhưng không có gan thực hiện, chỉ chỉnh chu làm những việc mình biết mà không dám mạo hiểm. Có điều, họ là những người có thiên hướng nghệ thuật, nếu phát triển theo hướng này và đào sâu nghiên cứu thì có khả năng giành được nhiều thành tựu lớn đáng ngưỡng mộ. Tử vi cho biết, thời gian này những con giáp cuộc sống có sự chuyển biến vô cùng tích cực, đặc biệt trong thời gian tới không chỉ thăng tiến trong sự nghiệp, tuổi thân còn được tăng lương, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, thậm chí con giáp này còn có thể trả hết mọi khoản nợ lớn trước đây mà chẳng cần cậy nhờ gia đình giúp đỡ. Tử vi cho biết, chỉ cần nắm bắt thời cơ, chăm chỉ làm việc, Canh Thân chắc chắn sẽ làm nên đại sự, tự làm đại gia của chính mình. Trong thời gian tới, con giáp này sẽ nằm trên đống tiền, rung đùi hưởng lộc. Vận mệnh người tuổi Canh Thân sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, người tuổi Canh Thân sinh vào tháng này cuộc đời phải trải qua nhiều sóng gió. Bản thân họ cũng là người hay ưu phiền, tinh thần bất ổn, nhìn cuộc sống tiêu cực, không có ý chí phấn đấu, càng không có tham vọng gì trong cuộc sống. Người sinh tháng 11 âm tính khí có phần thất thường, hay nổi nóng, nhưng tính thẳng thắn nên dễ đắc tội với người, lại càng hay gây chuyện, tự tạo kẻ thù, là người có tài năng, họ không sợ ác bá, cường quyền hay giúp đỡ người yếu hơn mình. Tuy nhiên, người này phúc mỏng, gia đình không có đủ tiềm lực trợ giúp mà mọi sự phải dựa vào chính sức mình. Người này càng đi xa lập nghiệp thì càng tốt, có thể phải tha phương nửa cuộc đời, trung vận bắt đầu có may mắn,
sự nghiệp khởi sắc dần. Song cần chú ý điềm báo cho thấy khoảng thời gian này, bản mệnh có họa sát thân, làm gì cũng phải thận trọng, thử áp dụng cách hóa giải vận xui này nhé. Cuộc sống hôn nhân cũng phải trải qua nhiều thăng trầm, song cuối cùng vẫn được viên mãn, sau cơn mưa trời lại sáng, hậu vận tốt đẹp, an nhàn hưởng phúc. Theo tử vi vào tháng 7 âm, bạn sẽ đạt đến đỉnh cao danh vọng, tài lộc sẽ tràn vào nhà bạn như thủy triều dâng, sung túc viên mãn. Ngoài ra, cùng với sự thông minh và may mắn, họ có thể biến nguy hiểm thành an toàn ngay cả trong những hoàn cảnh trở ngại nhất. Đương số nổi tiếng trầm lặng nhưng có trí tuệ phi thường, họ dẫn đầu trong việc đưa ra các giải pháp cho các vấn đề vào những thời điểm quan trọng, thời gian tới đây. Dù họ làm gì cũng gặp may mắn, quý nhân xuất hiện và tương trợ kịp thời, sẽ giúp đỡ vận mệnh thịnh vượng, tài lộc bất ngờ, tiếp tục tuôn chảy. Ngoài ra, họ còn được những ngôi sao tốt lành, thu nhập của những người sinh năm Thân sẽ tăng vọt mạnh mẽ và họ sẽ nhanh chóng trở thành trung tâm của sự chú ý. Giai đoạn này không chỉ bản thân họ mà cả gia đình con giáp này có thể tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Quý vị thân mến, khi đối phương phạm lỗi mà bạn từng cảnh báo từ trước, đừng khiển trách họ bằng câu "em đã nói mà anh không chịu nghe". Lúc này người phụ nữ không ngoan hoặc im lặng, hoặc là những câu nói vỗ về cho họ như "thua keo này ta bày keo khác, em tin là anh sẽ làm được thôi". Người phụ nữ không ngoan sẽ có trách nhiệm với bản thân và những người bên cạnh mình, cô ấy sẽ không dễ dàng bị đồng tiền sai khiến. Người phụ nữ khôn ngoan, khéo léo gợi ý cho chồng hướng đi phù hợp và âm thầm hỗ trợ những gì anh ấy cần để đạt được mục tiêu. Người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ so sánh con mình với con nhà người khác vì họ hiểu rằng mỗi đứa trẻ của cô có tài năng riêng và cô khuyến khích, động viên con theo đuổi những gì chúng yêu thích. Người phụ nữ khôn ngoan sẽ chấp cho các con những đôi cánh, để khi chúng trưởng thành chúng có thể tự lập và biết tự đánh giá những việc mình nên làm hay không nên làm. Người phụ nữ khôn ngoan dạy cho con trai biết yêu thương bạn gái của mình và dạy con gái trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời của bạn trai. Những người phụ nữ bản lĩnh này còn là những người phụ nữ ít ghen tuông, sống lý trí. Thế nên sẽ không có chuyện họ lèo nhèo bên tai đàn ông chuyện nọ, chuyện kia hoặc là suốt ngày bất an chuyện liệu chồng có ngoại tình hay không. Họ sẽ biết cách để người đàn ông không bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội. Đối với người phụ nữ khôn ngoan, mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Không hẳn vì ở đó có mọi thứ mà họ cần, mà chính họ đã góp phần cho môi trường làm việc đầy yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Người phụ nữ khôn ngoan để con cái tự trải nghiệm và rút ra bài học cho cuộc sống của mình, nhưng đồng thời cô cũng luôn sẵn lòng hỗ trợ bất cứ khi nào chúng cần. Người phụ nữ khôn ngoan luôn lắng nghe một cách lịch sự những gì người lớn khuyên bảo, và sau đó cô sẽ quyết định làm những gì cô cảm thấy đúng với tất cả thiện ý và hảo tâm. Những người phụ nữ này nhạy bén với mọi vấn đề xoay quanh cuộc sống, họ có thể đưa ra những lời góp ý tốt nhất, phương thức giải quyết vấn đề nhanh nhất và thậm chí là hiệu quả cao nhất. Có một người phụ nữ thông minh, sắc sảo ở bên cạnh, người đàn ông sẽ bớt vướng phải những sai lầm không đáng có trong cuộc sống. Người phụ nữ khôn ngoan chỉ cố gắng thay đổi bản thân, ngoài ra cô chấp nhận tất cả mọi người xung quanh đúng như họ vốn là. Họ là người biết cách cư xử, lúc nào thì nên cứng rắn, lúc nào thì nên chiều chuộng đàn ông. Nếu như anh ấy còn đi học, cô ấy sẽ không bắt anh ấy bỏ học đưa mình đi dạo phố. Nếu anh ấy đi làm, cô ấy sẽ không gọi điện trách móc, cũng không yêu cầu những điều vô lý. Dù trong lòng có không vui nhưng cũng sẽ lặng lẽ ở bên cạnh anh, đợi anh đến cùng. Khi đi gặp bạn bè của người yêu, người phụ nữ không ngoan sẽ biết cách làm cho mình trang điểm cho mình xinh đẹp nhưng không lố lăng, chỉ khi có hai người. Thỉnh thoảng cô mới diện những bộ váy đẹp một chút, cô ấy biết phân biệt anh và bạn anh, không phải lúc nào cũng cố gắng chứng tỏ rằng mình xinh đẹp trước mặt mọi người. Người phụ nữ khôn ngoan biết được rằng thành công sẽ đến một cách tự nhiên vào thời điểm thích hợp, còn bản thân chỉ cần cố gắng, nỗ lực, cải thiện bản thân mỗi ngày. Họ cũng hiểu rằng đàn ông đôi khi cần những khoảng lặng riêng mình để nhìn lại bản thân trong những thời điểm khó khăn của cuộc sống. Phụ nữ khôn ngoan biết rằng đàn ông không giống như đàn bà tìm cách nói chuyện thật nhiều để được giải tỏa, lúc này nên họ được yên và họ sẽ nói khi cảm thấy thực sự cần thiết. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.